Theo Cục Thống kê, mặc dù số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 1 tháng 5 tăng trên 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước, nhưng vẫn giảm 11% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm gần 5% so với cùng kỳ. Chia theo ngành hoạt động, lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm gần 8,7%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm trên 8,9% so với cùng kỳ.